Javed, kẻ ngoài dòng pháp luật. Lớn lên trong những con hẻm ở cầu cảng Bridgewater, Javed học được các mánh khóe trơm chĩa và kỹ năng đánh nhau. Công việc chính của gã là buôn lậu và đâm thuê, chém mướn. Gã thường được thuê để giải quyết các vụ tranh chấp trên bến cảng. Tuy nhiên, với tham vọng của mình, gã không thể nào chấp nhận số phận của một kẻ đánh thuê. Khi bước vào tuổi thành niên, Javed đã đánh cắp một khẩu súng lục và thực hiện chuyến buôn lậu đầu tiên từ Bridgewater sang đại lục Surima trên một con thuyền. Cũng bắt đầu từ đó, gã lao vào kiếp đỏ đen trong suốt hành trình buôn lậu của mình. Trong một lần tình cờ, Javed đã kết bạn với một kẻ chuyên chơi bịp ở các sòng bạc là Vistis Clay, người sẽ thay đổi cuộc đời của gã sau này. Với những kỹ năng chiến đấu điêu luyện của Javed cùng với khả năng miệng lưỡi bậc thầy của Vistis Clay, cả hai nhanh chóng trở thành cặp bài trùng. Cả hai đã cùng nhau thực hiện trót lọt rất nhiều phi vụ lừa gạt và trộm cắp của bọn nhà giàu. Đồng thời, họ còn chiêu mộ thêm đàn em dưới trướng của mình. Trong hầu hết tất cả các phi vụ, mỗi lần thực hiện trót lọt một vụ nào đó, thì cả hai sẽ để lại một ký hiệu là lá bài Vistis Clay được đặt ở vị trí rất dễ thấy. Nhưng rồi trong một phi vụ lớn, Javed đã bị cảnh vệ địa phương bắt sống, còn Vistis Clay đã bỏ rơi gã và đánh bại chuồng. Javed bị giam trong một nhà ngục được mệnh danh là tủ khóa. Tại đây, gã đã trải qua nhiều lần tra tấn dã man và kéo dài gần một năm trời. Nếm trải nỗi đau thừa chết thiếu sống cùng với nỗi căm phẫn của kẻ bị bạn bè bán đứng, Javed đã nuôi chí báo thù, gã quyết tâm trả thù Vistis Clay. Lợi dụng sơ hở của tên cai ngục, Javed đã đánh cắp khẩu súng của hắn và tẩu thoát thành công. Gã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Vistis Clay. Số phận đưa đẩy Javed trở lại Bridgewater. Gã cực kỳ thích thú khi biết được Vistis Clay đang được treo thưởng và gã đã quyết truy tìm hắn cho bằng được. Tuy nhiên, sau khi gặp lại Vistis Clay, Javed tạm gác lại hận thù để cùng nhau tẩu thoát trong một cuộc chiến giữa găng lăng với các băng nhóm chống đối hắn. Sau đó, Javed đã phải mất thời gian khá lâu mới có thể tin tưởng lại Vistis Clay.